các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Thanh Thảo và con gái từ Mỹ về Việt Nam vào đầu tháng 1. Búp bê, rất hạnh phúc vì được đón Tết cổ truyền và mừng tuổi 44 cùng đại gia đình ở Sài Gòn. Bé Talia hơn 2 tuổi rất tình cảm, đáng yêu và cuốn mẹ không rời. Chồng Thanh Thảo cũng đã về đến Việt Nam để xung họp với vợ con, nhưng chưa hoàn thành việc cách ly nên không góp mặt trong buổi tiệc. Thanh Thảo cắt bánh kem sinh nhật cùng con gái cưng nữ ca sĩ mãn nguyện khi nhìn bé Talia khôn lớn từng ngày. Con nuôi của Thanh Thảo, bé Jackie, cũng dự buổi tiệc tổ chức ở một nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, tối ngày 7 tháng 3. Thanh Thảo bên bố mẹ. Diễn viên Hiền Mai là đàn chị thân thiết của Búp Bê nhiều năm nay. Nhạc sĩ Nguyễn Hà cùng bà xã đến tặng hoa mừng sinh nhật Thanh Thảo. Nữ ca sĩ có buổi tiệc thân mật, ấm cúng bên gia đình và bạn bè sinh nhật thanh thảo trùng ngày quốc tế phụ nữ 83, nhưng cô tổ chức sớm một ngày, vào tối chủ nhật để tiện mời bạn bè tụ họp. Hương Giang